trong cái đoạn rất ngắn sắp tới, thì hy vọng rằng sẽ có nhiều nhà đầu tư của chúng ta đang ngồi đây có cơ hội được sở hữu. Và chúng tôi tin rằng khoảng sau khi hoàn thành, dự kiến bằng quý 2 2023 hoàn thành, thì dự án này tăng trưởng khoảng 30-40% giá, và dự kiến trong các năm tiếp theo thì vẫn duy trì ở mức 10-15% trở lên. Thì chúng tôi hy vọng rằng quý vị sẽ là những khách hàng thông thái và là những chủ nhân danh giá được sở hữu những cái sản phẩm giới hạn. Và chúc cho tất cả các quý vị chúng ta nhiều sức khỏe, thành công.